rất là bối rối, không biết là nên nói cái gì nữa. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt các em ạ. Một vị khách mà không biết phải mô tả thế nào. Xuất hiện luôn. Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy đứng đây bởi vì thầy nhìn thấy cái áo của cô Xuân cực kỳ tuyệt vời. Và thầy rất là mong muốn rằng là một người mù tiếng Anh thì cũng có thể trả lời được cái câu hỏi đó để kiếm được một cái áo rất hấp dẫn và hôm sau lại hot hot trên cộng đồng mạng. Để đợi cô một chút để cô share về tường của cô đã nha. Cô Xuân chuẩn bị ra cái khóa xóa mù tiếng Anh cho nên các bạn cứ yên tâm. Trước tiên cô sẽ xóa mù cho thầy Toàn. Trước khi cô xóa mù cho anh em, cô phải xóa mù cho thầy Toàn. Ở trước đây thầy học đại học thì cũng qua các tất cả các kỳ thi liên quan tiếng Anh và điểm thấp nhất là 6 điểm và điểm cao nhất là 7 điểm rưỡi. Mặc dù là thầy không biết tiếng Anh nhưng vẫn có một cái khả năng rất là cao, đó là phán bừa và khoanh linh tinh thì cũng có thể qua được, mặc dù là cũng không biết nhiều về. Cái đấy có được nên gọi là một loại tài năng không thầy? Cái đấy không tài năng được bởi vì là ăn may thôi. Vì là thực ra là thầy có một cái suy luận rất là logic về cái cấu trúc, công thức toán học. Rồi, hôm nay để xem thầy có thể suy luận đến mức độ nào nhé thầy nhá. Cô cứ bắt đầu đi. Ok, trước khi cô chữa đề thi học kỳ 2 tiếng Anh 11 chương trình mới thì chúng ta sẽ có một cái mini game, đúng không? Mini game là cái mà cô nghĩ là bạn nào cũng thích, đúng không thầy? Áo vật lý đẹp hơn, áo vật lý đẹp hơn. Cô thích, nhưng mà tôi vẫn thích áo tiếng Anh. Em tiêu thầy là áo đẹp hay không cũng là do người mặc thầy ạ. Đúng rồi, người đẹp thì mọi thứ nó đều đẹp cả. Thực ra thì bình thường thầy Toàn hay bị cô bắt nạt lắm, cho nên là chắc thầy quen với việc này rồi. Nhường phụ nữ là một cái việc nên làm. Phụ nữ luôn luôn đúng, nếu mà phụ nữ sai sao lại không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào mini game nhá. Để tránh mất thời gian của em cũng như là của các thầy cô. Thế thì đây là cái mini game, xin mời thầy đứng tránh ra một tí nhá. Các em nhìn thấy mini game ở đây của chúng ta thực ra là crossword, đúng không? Crossword là gì thầy Toàn nhỉ? Chắc là tức là theo hàng, theo lối gì đó. Nó gọi là trò chơi ô chữ. Ok. Nó gọi là trò chơi ô chữ. Thế thì ở đây chúng ta thấy là xin mời thầy xem, thầy nhìn qua xem có bao nhiêu câu hỏi tất cả. Dăm ba câu này thì đơn giản, 10 câu thôi mà. Chúng ta 10 câu. Có 10 câu đúng không? Mỗi 10 câu, mỗi câu được hai cái áo. Mình cứ phải quy ra cái sản phẩm trước. Cái gì nó phải rõ ràng. Tại áo của cô đẹp quá cho nên thầy lúc nào thầy cũng phải quy ra áo. Đó, bởi vì thầy rất là thích được tặng áo đúng không? Thầy rất thích tặng áo, đặc biệt là thích đọc cái bìa. Cô bắt đầu đi ạ, để thầy kiếm. Thôi, từ từ đã, phải quy định thể lệ đã chứ đúng không? À, đúng rồi. Rồi thì ở đây chúng ta có 10 cái ô chữ tất cả. Thì có 5 hàng dọc và 5 hàng ngang đúng không? Năm dọc năm ngang. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta trả lời được, tức là sẽ có phần thưởng các em ạ. Có 10 cái ô chữ nhưng mà sẽ có 20 phần thưởng, tức là 20 cái áo mà cô đang mặc ở đây. Em thấy đẹp không? Trả lời đúng nhanh nhất. Đúng rồi, có nghĩa là hai bạn mà trả lời đúng nhanh nhất thì sẽ được tặng. Mỗi bạn phải ưu tiên thì Toàn trước. Mỗi bạn sẽ được tặng một cái áo. Thầy Toàn, thầy đứng ra nhiều học sinh đã chút đúng không? Đấy, thì bây giờ nói lại một lần nữa là có 10 câu hỏi và sẽ có 20 cái áo, đúng không? Tương ứng với cả 20 phần thưởng. Thế thì hai bạn trả lời nhanh nhất sẽ được tặng áo. Ok, áo rất là đẹp. Và cô đảm bảo là áo của cô Hoàng Xuân thì sẽ mang lại rất là nhiều may mắn đấy. Áo rất là đẹp, đúng không? Nhưng phải có yêu cầu gì về việc like, share, về tường cá nhân thì... À đúng rồi, đúng rồi. Các em lưu ý này, những bạn nào mà các em phải like và các bạn phải share cũng như các bạn phải tag hai người bạn của mình vào trong cái live này. Đó, tức là thể lệ là như thế nào? Là tất nhiên là chúng ta phải là những người trả lời nhanh nhất rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải là người mà phải like cái live stream này. Thứ hai nữa là chúng ta phải share về tường của chúng ta và chúng ta phải tag hai người bạn của chúng ta vào. Đấy, thì khi mà xét cái tiêu chí để được nhận phần thưởng đúng không? Thì nó gồm có thứ nhất này, trả lời nhanh nhất. Thứ hai, like. Thứ ba, share. Và thứ tư, phải tag. Share thì phải để có hashtag cô học tiếng Anh. Cô Hoàng Xuân tuyển sinh 247. 247 tuyển sinh 247. Nếu mà lý quá thì ghi học lý thầy Toàn 247 cũng được. Thầy lúc nào cũng kiểu cơ hội. Cô bắt đầu đi ạ. Em cũng ok rồi em. Chúng ta sẽ cái từ vựng, thực ra thì cái này thực ra là để đố từ vựng, và chủ yếu là từ vựng của unit 6 cho đến unit 10 của chương trình tiếng Anh 11 thí điểm. Đấy, nói chung là
Nói chung là những cái từ rất là quen thuộc với cả chúng ta thôi. Thế thì cô sẽ cho chúng ta cái phần định nghĩa bằng tiếng Anh. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ nhìn cái định nghĩa đấy, chúng ta comment cho cô xem cái định nghĩa đấy thì nó sẽ ứng với cả cái từ nào nhá. Nó sẽ ứng với cả từ nào. Thì nhớ là chúng ta phải comment thật nhanh và chúng ta nhớ là nếu như đấy là câu số 1 thì chúng ta phải comment là 1 chấm. Sau đó là câu trả lời là gì, đúng không? Để cô biết được là chúng ta trả lời câu số mấy. Ok, nhớ này, cái câu trả lời của chúng ta phải là 1 hoặc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó là cái từ đấy để cô biết là chúng ta đang trả lời cho cái câu nào, từ nào. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nhá. Thầy Toản sẽ được ưu tiên... Chọn. Chứ không chọn được, bắt buộc phải từ 1 đến 10. Từ 1 thôi. Bây giờ nếu mà thầy Toản không trả lời bằng tiếng Anh được thì thầy trả lời tiếng Việt, kèm dựa vào đấy để mình comment. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta kiểm tra xem tiếng Anh của thầy thế nào, khả năng đọc hiểu của thầy như thế nào, xem 12 năm phổ thông cộng với bao nhiêu năm đại học với cả thạc sĩ gì đấy, xem tiếng Anh của thầy ở mức độ nào rồi. Khi chủ tịch trở lại giả vờ làm người học tiếng Anh và cái kết cực kỳ bất ngờ. Ok. Nào, bây giờ là câu thứ nhất, chúng ta nhìn chúng ta nhìn định nghĩa thật nhanh, sau đó chúng ta hãy suy đoán ra xem cái từ đấy là gì, đúng không? Định nghĩa nhá. Cô sẽ cho chúng ta định nghĩa của cái từ đấy và chúng ta sẽ suy đoán cho cô. Ok. The increase in temperature of the Earth's atmosphere that is caused by the increase of particular gases, especially carbon dioxide. Đây là định nghĩa của từ gì? Chúng ta comment thật nhanh cho cô nào. Nhớ là số 1 cộng với cả bây giờ thì dịch tí nhá. Không, bây giờ thầy dịch đi. Cái increase là tăng đúng không ạ? À, cái sự tăng về nhiệt độ của tầng khí quyển hay là trái đất gì đó là nguyên nhân để làm tăng cái gì? Cái sự phổ biến gì đó mà liên quan đến carbon dioxide, tức là cái các khí carbonic đó, chắc là để mà tăng cái gì nhỉ, ô nhiễm à? Thế cô dịch hộ tôi cái này. Ok, cô đang mải xem có bạn nào comment đúng không. Ok, thì đây là sự tăng nhiệt độ của cái bầu khí quyển của trái đất mà bị gây ra bởi sự tăng của những cái chất nhất định, của những cái khí nhất định ở đấy, ví dụ như là khí CO2. À, đấy thì kiểu là hiệu ứng nhà kính đấy. Hiệu ứng nhà kính à? Thật đúng không? Thấy chưa không? Sau đấy chưa nó không? Sẽ là hiệu ứng nhà kính. Ồ, đúng rồi. Xin chào thầy, dừng lại cho em để trả lời câu hỏi. Bye bye. Thầy bảo là hiệu ứng nhà kính, bây giờ chúng ta xem câu trả lời là gì nha. Chúng ta thấy là câu trả lời lần lượt đang hiện ra rồi đúng không? Và đó chính là gì nhỉ? Đấy là sự nóng lên, đấy là hiện tượng nóng lên toàn cầu đúng không? Và cái từ của chúng ta ở đây sẽ là từ gì? Global warming. Global warming có nghĩa là sự nóng lên toàn cầu. Như vậy là thầy nói thì cũng hiệu ứng nhà kính thì cũng không hẳn đâu đúng không? Ok, chúng ta tiếp tục với câu số 2.